Chào mừng quý vị và các bạn đến kênh video của Điện Máy Cường Linh. Thì hôm nay là tháng 10, ngày mùng 10 tháng 10 năm 2021. Thì hôm nay chúng tôi xin giới thiệu đến quý vị và bà con cái máy tút lúa mini chạy dầu, máy tút lúa Thịnh Thành CL68 có lắp động cơ dầu. Thì với máy này thì chúng tôi chuẩn bị gửi đi Con Cuông, Nghệ An. Thì khách nhờ lắp hộ, khách bảo lắp hộ luôn cho khách. Thì tiện thể đây thì chúng tôi sẽ quay video luôn để giới thiệu đến bà con. Thì trước mắt chúng ta đây là mẫu máy tút lúa mini Thịnh Thành CL68, một cái mẫu máy tút lúa mini mới nhất hiện nay trên thị trường do bên Điện Máy Cường Linh hay là công ty Thịnh Thành sản xuất và phân phối. Thì đây, trước mắt chúng ta đây là cái máy nó có màu xanh nước biển như thế này. Động cơ là động cơ dầu, động cơ dầu này là động cơ 170. Đấy, sau đây tôi sẽ giới thiệu chi tiết máy cho quý bạn cùng xem. Thì về cái kích thước của máy thì máy có chiều cao là 1 mét, và cái cân cái chiều dài của máy tổng thể là cũng là 1 mét, chiều cao 1 mét, dài 1 mét, và cái guồng đập của nó là 80 phân. Đấy, nếu cái bề ngang của máy mà chúng ta hạ cái bàn này xuống này, hạ cái bàn này xuống thì cái bề ngang của nó là 75 cm, còn nếu mà chúng ta cho cái bàn này lên thì bề ngang của nó thì cũng khoảng tầm khoảng 1 mét. Đấy, còn đây là bên trong cái guồng đập của máy. Đây là bên trong guồng đập của máy thì có sàng này, cái này là sàng, cái này là guồng đập, bánh răng của nó ở đây, có các bánh răng đây. Đấy, ở đây thì nó có cái quạt để nó tăng cái sức quạt cái rơm ra cho nó sạch rơm. Đấy, đây là cái cửa vào, đây là cái cửa vào thì là 20-18 như này, khá là rộng. Đây là cái bàn để chúng ta đựng lúa ở đây. Lúa chúng ta có thể để từ đây lại đây, chúng ta cứ cầm cứ rút vào. Hình thức là như cái máy to nhưng mà công suất nó sẽ nhỏ hơn một tí. Đấy, còn cái bàn của nó thì chúng ta có thể là kê lên cái xuống bằng này, hạ xuống. Đấy, ở đây hạ xuống ở đây. Đấy, chúng ta sẽ hạ cái bàn xuống ở đây. Đấy, chúng ta hạ cái bàn xuống. Còn trường hợp chúng ta dùng thì chúng ta sẽ kê lên như này. Đấy, chúng ta sẽ kê cái bàn lên, móc hai đầu vào, chúng ta sẽ có một cái bàn. Và ở bên này chúng ta sẽ có một cái tấm vừa để làm cái giữ cái bàn, vừa làm cái bệ để chúng ta đập lúa vào đây thì lúa nó không bị rơi ra đằng này. Đấy, đây cái phần dưới của máy thì là chân máy này thì là hoàn toàn bằng thép V. Chân máy thì là hoàn toàn bằng thép V, V này là V4 rất là to. Trước đây chúng tôi sử dụng V3 thôi, nhưng mà theo thời gian thì theo cải tiến góp ý của nhiều bà con thì cái chân V3 hơi yếu thì chúng tôi thiết kế thêm cái chân V4. Đấy, phía ở giữa các chân thì nó có các tấm thép chờ sẵn như này, có đục lỗ sẵn, thì bà con có nhu cầu chúng ta có thể mua thêm bánh xe về chúng ta lắp vào. Đấy, bốn bên bốn cái. Còn đây là cái hệ thống cái xăng rung này, đây, cái cải tiến nhất của cái máy là hệ thống xăng rung này. Thì hệ thống xăng rung 3 cấp, một cấp đầu này, hai cấp này, và cái này là thứ ba là để chúng ta hướng cái phần lúa sạch nổi lên ra đây. Đấy, đây chúng ta có thể nhìn thấy xăng rung 3 cấp. Cái sàng trên thì nó sẽ ngắn hơn một đoạn như này, còn sàng dưới này lỗ rất là nhỏ như này thì để chỉ trừ lọt cái lúa thôi. Còn cái phần rác thì nó sẽ bị quạt gió đằng kia, nó thổi thẳng ra đằng này. Đấy, ở đây thì nó có cấp cúc như này để hạn chế cái phần lúa chắc nó bay ra. Cái phần lúa chắc thì nó sẽ bị mắc vào đây và nó sẽ rơi xuống cái sàng vì nó rơi ra đằng trước. Đấy, đây xung quanh có thiết kế các vòng bi ốc vận, nó chắc chắn 4 vòng bi xung quanh. Đấy, đây trên này cũng thiết kế các vòng bi có các núm bơm mỡ. Đấy, nguồn đập trên thì có các thanh để chúng ta hướng cái rơm. Đấy, theo cái chiều xoắn thì nó hướng rơm ra dần theo cái cửa đắp vào thì nó hai khóa đai ở đây. CL68 có số điện thoại tôi phun lên đây. Đấy, và ở cái máy này thì ở trên bên trên máy này thì nó sẽ có hai cái đai như này. Thì chúng ta trường hợp bà con ở vùng sâu vùng xa mà gánh từ nương này qua nương khác hoặc là từ cái ruộng này qua ruộng khác thì chúng ta có thể bỏ cái đòn gánh vào đây. Đấy, chúng ta bỏ cái đòn gánh vào đây, chúng ta gánh. Đấy, gánh qua. Đấy, máy có thể nhìn thấy làm rất là chắc chắn như này. Đấy, cái này là do xây sức trong quá trình vận chuyển thì đấy, cái này cũng
Đây, cái này là cái cửa ra của máy này. Cửa ra của máy thì được thiết kế là vuốt hẳn lên bên trên như này, được vuốt hẳn lên. Đấy, thì hướng vuốt hẳn lên theo cái chiều hướng của cái cánh quạt quay này, thì làm cho cái rơm nó phóng chéo hẳn lên mà không bị mắc cái cửa này. Cái cửa này nó không bị mắc, thì như kiểu cái mẫu ngày xưa thì cái cửa nó vuốt ngang ra này thì rơm nó hay bị mắc một đống ở đây, một cục ở đây. Thì với thiết kế kiểu này thì rơm nó ra rất là thoát, thoát rơm không bị mắc. Đấy. Hệ thống xăng rung đây. Cái này là cái phần con lắc để phần xăng rung, thì quay thì cái nào nó sẽ xoắn, nó sẽ tạo cái lực đập đi đập lại làm rung nó nhảy đi nhảy lại như này. Đấy. Còn đây là phần động cơ này. Máy thì sử dụng động cơ dầu 170F như này, công suất 4 ngựa. Cái này là động cơ dầu. Thì ngoài động cơ dầu thì chúng ta có thể là lắp thêm động cơ xăng. Đây là khách lắp động cơ dầu. Thì động cơ dầu này thì giá thành đầu tư nó sẽ đắt hơn, nhưng mà đổi lại thì nó sẽ có tiết kiệm nhiên liệu hơn là sử dụng động cơ xăng. Thì về cái phần giá bán thì tôi cũng là giới thiệu cho bà con luôn. Thì với một cái khung máy mà chưa có động cơ, nếu bà con có động cơ sẵn ở nhà, động cơ xăng GX170 hoặc GX200 5 ngựa rưỡi hoặc 6 ngựa rưỡi, hoặc là động cơ dầu, thì chúng ta có thể mua riêng khung máy. Thì quý vị và con mua riêng khung máy thì cũng có đầy đủ dây cu loa và chân đế, dây cu loa 2 dây như này, đầy đủ dây cu loa và chân đế. Thì cái khung máy của nó thì có giá là 6 triệu đấy. Còn máy lắp động cơ xăng thì nó sẽ có giá 7.200.000, và chúng ta lắp động cơ dầu này thì giá của nó là 8.800.000 đấy. Đây, dây cu loa có 2 dây, thì một dây thì nó sẽ kết nối ở chỗ cái phần xăng rung qua chỗ cái buli nhỏ ở cái đầu trong trục này. Còn một cái dây lớn hơn thì nó sẽ kết nối ở một cái buli to này xuống quạt gió này, quạt gió và xuống cái phần buli của động cơ. Đấy, quạt gió ở đây, nằm ở đây. Đấy, động cơ dầu. Thì sau đây chúng tôi sẽ tiến hành giật nổ lên này. Thì để giật nổ động cơ dầu này thì tôi sẽ hướng dẫn qua một chút. Thì động cơ dầu này lúc chúng ta mua về là chưa có xăng, chưa có nhớt. Đây là cái chỗ để chúng ta đổ nhớt này. Đấy, đây là cái ga này. Đấy, đây là cái ga. Còn đây là chỗ để chúng ta đổ dầu diesel, dầu nổ máy. Còn đây là phần cái le. Đấy. Còn đây là cái phần giật nổ. Đấy. Thì lúc chúng ta mua về chúng ta để ý là chúng ta đổ nhớt vào đây 0,8 lít. Rồi lúc chúng ta muốn giật nổ thì chúng ta sẽ nhích cái ga này lên này. Kéo căng cái ga này lên một tí này. Đấy, khóa ga. Tôi quay bằng một tay nên sử dụng hơi khó một tí. Đây, chúng ta sẽ nhích ga lên một tí. Nhích ga lên như này. Đấy, đủ dầu, đủ nhớt, đầy đủ rồi chúng ta sẽ nhích ga lên. Đấy, chúng ta tiến hành đè cái le này xuống này. Đè cái le này xuống để chúng ta giật. Đấy, chúng ta tiến hành cầm lấy cái này. Đấy, chúng ta giật lại. Cái động cơ dầu nó sẽ hơi nặng. Anh Cơ ơi, anh Cơ giật hồ em ơi. Đây một tay thì nó hơi khó giật nên chúng ta sẽ sử dụng. Đây. Test thử máy tút lúa đời mới này. Rất là sạch.
chứa liên hoàn lớn luôn, rất là sạch luôn. Rất là dài. Đấy, hiện tại là đang lắp động cơ xăng. Đấy, có thể hai tùy chọn là vừa có thể lắp động cơ xăng hoặc là động cơ dầu cho bà con. Chúng ta rất là đẹp.